Ngày 26 tháng 3, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với huyện đoàn Tiên Du tổ chức bàn giao công trình thanh niên thắp sáng đường quê cho nhân dân thôn Văn Trung, xã Tân Chi, huyện Tiên Du. Công trình thắp sáng đường quê tại thôn Văn Trung được thi công từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3, có chiều dài trên 3 km với 57 bóng đèn trải dọc khắp trục đường chính của thôn. Đường điện này có tổng trị giá trên 95 triệu đồng do Đoàn viên Thanh niên Công an tỉnh và Đoàn viên Thanh niên huyện đoàn Tiên Du quyên góp xây dựng. Việc bàn giao và đưa vào sử dụng công trình thắp sáng đường quê đã giúp cho việc đi lại của người dân địa phương được dễ dàng, thuận tiện hơn, góp phần làm đẹp đường làng ngõ xóm. Đồng thời, đây cũng là công trình thể hiện tính xung kích, tình nguyện của Đoàn viên Thanh niên Công an tỉnh trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.